quán này nó yên tĩnh, với lại đồ ăn cũng ngon, nước uống cũng ngon. Em hay chạy ra đây ăn, vừa có đồ ăn vừa có nước uống. Thì ở đây được cái là đồ ăn cũng ngon, nước thì rất là cũng ok. Đường lớn như vậy đó, mình kiếm ra cái quán mà yên tĩnh như vậy là khó lắm. Quán là yên tĩnh mà mát mẻ, mà phục vụ rồi giá cả rồi nó cũng hợp lý nữa, là khó kiếm lắm. Gia đình tôi ở đây được 40 năm rồi. Vâng, thì cũng là người Việt gốc Hoa, ông ngoại là người Hoa. Vấn đề thứ hai là ở khu vực cũng nhiều người Hoa sinh sống, nên tôi cũng trang trí, bài trí cái quán mang hơi hướng một chút về phong cách của người Hoa. Quán thì cũng hoạt động được khoảng gần 3 năm rồi, và dần dần cũng tương đối là khách hàng ổn định, khách quen nhiều. Quán vừa lịch sự, ngồi lâu cũng được, mà xong rồi đi nhanh cũng được, đường xá cũng thuận tiện. Đa phần thì mọi người hay ăn bò kho ở đây. Bò kho ở đây rất là ngon, nhưng mà tại vì do là em không có ăn được mỡ nên em hay ăn phở bò. Ở đây có cái món bò kho cũng ngon, với lại mì xá xíu với cả bánh mì ốc la cũng ngon. Hủ tiếu Nam Vàng ở đây á thì nó cũng có một cái chút nấu theo cái kiểu của vị người Hoa á, là nó sẽ không có đậm cái vị gia vị nhiều, mà nó chủ yếu là ngọt, giống như là ngọt xương nhiều hơn, nên ăn nó rất là thanh. Cái sở thích của mình nói riêng và cái kinh doanh nói chung ấy, thì khi một cái quán mà mình tạo được cái vấn đề về ấm cúng, tạo sự ấm cúng, tạo sự thân thiện với khách hàng, thì chắc chắn là mình sẽ có thiện cảm với khách, và khách hàng sẽ giữ được khách hàng lâu hơn, lui lại quán của mình. Và đó cũng là điểm chính trong cái mục tiêu mà tôi thực hiện hàng ngày, là nói chuyện với khách, gần gũi với khách giống như người nhà, người thân. Tại vì em cũng thích là phong cách cổ xưa á, thì cũng tình cờ là cái quán này ở gần chỗ làm của em, thì em thấy là ở gần đây có những cái kiểu trang trí á cũng rất là cổ, và khi mà mình ngồi ăn ở đây á thì mình cảm thấy rất là thư thái. Thì ở chợ lớn mà tìm được một cái góc yên tĩnh như thế này thì em rất là thích. Ở đây mà tìm được một cái quán có cái món ăn nó có cái hương vị của người Hoa, rồi cái không gian quán yên tĩnh thoải mái này đó, thì rất là khó kiếm đó nha. Trang trí của quán tôi là đồ gốm sứ. Đồ gốm sứ thì phần lớn là đồ gốm sứ từ Trung Quốc, của hàng của Giang Tây Trung Quốc. Tôi cũng sưu tầm cũng khá lâu rồi, cũng phải khoảng hơn 20 năm. Có người thì hỏi đến anh có bán này không, bao nhiêu tiền? Người dạng cái bình cá là nhiều người thích, anh có bán không, mà bán lại cho tôi à? Và không, đây là cái hàng tôi sưu tầm mà tôi trưng bày cho đẹp thôi, chứ tôi không phải là tôi buôn bán. Quán phục vụ thì rất là tốt, lợi cũng niềm nở rồi. Làm cũng nhanh. Vô là mình ngồi chút xíu là có liền. Mình cố gắng sẽ duy trì được, thứ nhất là cái chất lượng, hai là cái phong cách phục vụ, ba là cái duy trì được, cái quan trọng nhất là cái quan hệ với khách hàng, vấn đề thân thiện khách hàng.